Đâu luôn chứ. Đâu luôn. Đây con bánh lòng của Thái Lan nè, bánh Thái Lan luôn nha. Bánh lòng là chiều cao mấy tấc, chiều cao trước. Chiều cao từ mấy cái lam là 8 tấc phải không? 82. À là phủ bì tới đây 82 nè, coi như 8 tấc đi. Rồi, bề ngang. Bề ngang 30. 30, chỉ là 8 bề ngang 3 thì cao 8. Rồi. Cái này bà con trang trục này ok, nặng 35 kg một bánh. Bánh Thái Lan luôn nha. Nè, có đường này bà con chạy trên đường lộ không sợ bể đường nè. Khi bà con xuống ruộng phải gỡ ra nha, nó mới bám đường. Cái này con chạy trên lộ nhựa chạy vô nhà nó không bị hư đường. À, bà con khi chạy ruộng phải gỡ ra. Nặng 35 kg đi. Hai cái nặng 70 kg. Bánh là chiều cao 8 tấc. Tính từ cánh quạt cánh này xuống nè, xuống ra hai cánh là 8 tấc. Chiều ngang này là 3 tấc. Mấy vàng nhỏ nhỏ mới đi là ok luôn bà con. Thái Lan luôn nha. Nè Thái Lan là có mấy vật đường sống này nè. Kiểu đặc biệt Thái Lan mới vật nổi mấy sống này thôi. Sống về. Cái sống này Việt Nam không được. Alo. Nghe. À, một cái là 35 kg, còn một cặp là 70 kg. Chiều cao là 8 tấc tính từ cánh này. Chiều ngang là 3 tấc. Hết bên Thái Lan luôn nha. Đây có mấy răng luôn nè. Đây bánh lòng 8 tấc, 3 tấc. Chiều cao 8, bề ngang 3. Tất cả dàn xới đều gắn dừa nha. Đây. Tất cả dàn xới đều gắn dừa. Rồi bà con có nhu cầu luôn nha. 0886356707.